Khalid Bantader là một học sinh đến từ ngôi làng nhỏ Nalita ở Ấn Độ. Toàn bộ cơ thể anh phủ đầy lông từ 5-6 tuổi. Anh được chẩn đoán mắc chứng rậm lông, một tình trạng cực kỳ hiếm gặp. Khalid Bantader đã gặp nhiều bất tiện trong cuộc sống khi mắc phải hội chứng người sói bẩm sinh. Đây vốn là hội chứng gây ra sự phát triển tóc bất thường trên khuôn mặt và cơ thể. Dù đã học được cách chấp nhận tình trạng của bản thân, nhưng Khalid Bantader vẫn khó có thể cảm thấy bình thường khi bị nhiều người mang ra làm trò đùa. Tuy nhiên, điều đó không hoàn toàn tồi tệ đối với Khalid, và anh ấy đã học cách chấp nhận sự phát triển của mái tóc và biết rằng điều đó sẽ không ngăn cản anh ấy có một cuộc sống hạnh phúc. Tôi đã học được nhiều điều, quan trọng nhất là tôi học được rằng tôi đặc biệt trong số hàng triệu người. Tôi không bao giờ bỏ cuộc và tôi sống hết mình. Tôi luôn muốn tiến về phía trước và hạnh phúc. Tôi cũng phải làm cho người khác hạnh phúc. Khalid Bantader xuất thân trong một gia đình bình thường, bố làm nông. Anh hiện là học sinh cuối cấp 3 và đang học lớp 12.